Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thời tiết các khu vực trong tỉnh do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cung cấp. Thưa quý vị và các bạn, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, nên thời tiết các khu vực trong tỉnh nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, vùng cao đêm về sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ đo được phổ biến tại thành phố Lào Cai là 30 độ, thị xã Sapa là 21 độ và huyện Bắc Hà là 24 độ. Dự báo đêm nay và ngày mai, vùng mây đối lưu trên cao tiếp tục phát triển mạnh, gây mưa, mưa rào và dông. Cục bộ có nơi mưa vừa mưa to cho các khu vực như huyện Bảo Yên, Bảo Thắng, Văn Bàn, thành phố Lào Cai, thị xã Sapa, Bát Sát và khu vực lân cận. Do mưa lớn trên diện rộng những ngày qua nên độ ẩm đất đã gần như bão hòa. Người dân cần đề phòng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong cơn dông. Nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá. Sau đây là dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh. Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 8 năm 2023. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%.